nó chạy ngon lành luôn mọi người. Đó, quá ngon lành luôn. Hi, mình chào tất cả mọi người. Đầu tiên mình xin chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt, gặp nhiều may mắn công việc và cuộc sống, nhất là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân mọi người. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái cách sửa và độ cái nguồn cho cái máy hút bụi cầm tay nha mọi người. Ở đây là mình có một cái máy hút bụi cầm tay là mua dây chai nha mọi người. Nó bị hư, nói chung là nó bị, mới đầu là mình mua nó qua nó chạy được, nhưng khi mình sạc pin á thì nó lại bị chết con IC nguồn mọi người. Nó bị nháy, nó chết con IC nguồn, nó nóng pin, nóng hỏi pin hơn là mình phát hiện kịp không mà nó nổ rồi. Bây giờ mình tháo cho mọi người xem nha, rồi mọi người coi như thế nào nha mọi người. Ở đây là mình cái máy này là ông ngoài á, là người bán cỡ trăm mấy mọi người. Đa số mọi người á là cái con IC nguồn nè, để mình tháo mình cho mọi người xem. Này rất là đơn giản lắm. Đây là cái thất ở trong mọi người đó. Cho mọi người xem cái nội thất ở trong của nó. Đa số nó có như đây à mọi người, thấy không? Nó có một cái motor và một pin và một cái mạch. Đây là cái mạch sạc à mọi người, là cái đầu não trung tâm của nó, là nó hơi cái này thường thường là mọi người dục điên mà, tại vì mua cái IC sạc này rất là khó kiếm cực nha mọi người. Nó lại xấu chừng cũng khó lắm, chừng bạn chừng nào mà anh mọi người mà lành chuyên nghiệp ở mình hàng chị mới được nha. Ở đây là nó chết con IC nè mọi người, cho mọi người xem nè. Đó, mọi người thấy dấu chấm không? Thấy cái dấu không? Cái dấu nó bị nổ không? Đây giờ mình cắm cái nguồn vô cho mọi người xem nè. Đó, cái chất sạc của nó là chất sạc mà tai si nha mọi người. Cắm vô thì nó không lên nguồn nữa. Thì cái con IC này nó nóng hổi nha mọi người. Đó, nó nóng. Nó chết luôn rồi, nó không lên nguồn thì mình tháo cái pin ra. Thường thường á thì hôm nay mình chia sẻ mọi người cái cách độ lại cái mạch sạc này cho nó. Nếu mà có anh nhà mọi người á, có cái máy hút bụi cầm tay nè mà cái mạch sạc này nó bị hư á, thì mình chia sẻ một cách khác độ vô nha mọi người, rất đơn giản để mình khỏi dục đi, nói chung là mình tận dụng rồi hết luôn. Thường á hư cái này là thường thường mọi người hay dục đi lắm nè, pin rất còn ngon, nó thử rồi. Bây giờ không nói dài dòng nữa, mình chia sẻ cách độ như thế nào để cho con này hoạt động lại nha mọi người. Mọi người thấy chân mình nha, let's go. Thì ở đây á mình dùng cái một mạch sạc nè mọi người, TB4056 này, nhưng mà mình có cái loại này thôi, cái loại loại sạc pin mọi người, sạc nhân pin pin này. Thì mọi người á dùng loại này nha, đừng có dùng cái loại kia mà vừa sạc có mọi người dùng cái loại này nè. Loại này nó sạc ra 4V, nó đầy pin để cung cấp cái này thôi, tại cái này mình làm mạch rồi. Khi mình cắm ở đây là đây là mình sạc, tại mình có cái nào mình sạc cái đó, mình cắm vô cái này mình sẽ lợi dụng cái nó, mình sẽ độ cái mạch sạc lại mọi người đó. Thì ở đây mình có một cái dây cáp sạc nè, thì tai si mình nối vô, mình sẽ dùng cái này ra, mình hàng cái này vô đây và mình sẽ cắm vô đây, đơn giản thế thôi. Thì trong đây á mình sẽ hàng những cái dây nè, nó đi ra cái viên pin này, còn những cái mạch này nè mọi người mình sẽ cắt đi, mình cắt cho nó không cho tiếp xúc những mấy cái này đi, tại mấy nó hư rồi. Mình cắt nó là mình chỉ làm một đường cho nó thông qua pin này thôi, thế là xong, rất đơn giản nha mọi người. Thì mình sẽ tận dụng như vậy, không cần mà phải dục đi, rất là uổng, qua một cái đơn giản thôi, một cái mạch sạc thôi, thế là xong, không có độ chế này nhiều. Mình cắt mấy cái đường mạch này thôi nè, bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ làm cho mọi người một cái mạch sạc nè, một sợi dây cáp tai si thôi, thế là xong.
sau khi mình đã đổi ý nha mọi người. Tại hồi nãy mình cắm cái cáp sạc này vô nó không nhận chân sạc này mọi người, mình buộc phải chế lại cái này vô đây. Thì mình cắt cái đường mạch này mọi người thấy không, mình cắt cái đường mạch âm nè, mình lấy thẳng từ cái chui ra luôn nè, mình đo mình lấy điện âm dương luôn đó. Bây giờ mình cắm điện vô nè mọi người, mình cắm điện vô thì nó sẽ có đây có. Bây giờ mình chỉ cần đấu cái dây vàng này nè, âm vô âm, dương vô dương đó, dây đỏ là dương, dây vàng là âm, thì nó sẽ sạc pin nha mọi người. Sau khi mình đã gá đỡ cái keo hai mặt đó mọi người thấy là mình sẽ đổ vô như vậy. Bây giờ mình sẽ cho nó chắc hơn chút, mình sẽ dùng cái keo nến á, mình bắn cái đít nó lại cho nó chắc chút mọi người. Đó. Nó sẽ cứng hết đó, mình để cho nó khô nha mọi người. Đó, mình để giờ nó khô mọi người, bây giờ mình thử cho mọi người xem nè. Đó, nó chạy ngon lành rồi thấy không nè, nó có đèn rồi thấy không. Đó, mình tính hành mình lắp vô, mình lắp nó vô nha mọi người, mình cho nó dây gá lại hết rồi mình lắp nó vô, nó đều rồi. Nó trước thì để mình thử cho mọi người xem, cắm sạc nó lên nha mọi người. Khi mình cắm sạc mọi người, cái này chắc hồi nãy nó nóng quá, nó chết cái đèn luôn rồi, nó bị cháy cái đèn rồi. Đây mình đo cho mọi người xem cái điện áp của nó có nè. Sau khi mình đo lại á, là cái điện áp đầu vào của nó là 4V là có nha mọi người. Đây là đang sạc nè. Đó. Đang sạc là 3,7 mấy V nè. Đó, điện áp có nè, 4V 3. Đang sạc vô nè. 3V 3. Đó, đang sạc pin vô nha mọi người, vậy là ok. Vậy là vẫn không sao hết nha mọi người. Tại mấy cái đèn này nó dở quá, đụng cái nó cháy rồi nè, có dấu màu đen nó cháy nè, dở quá mọi người. Giờ mình tiến hành mình lắp ráp kiểm tra nó có nóng không. Rồi, ok, giờ mình lắp vô nha mọi người, mình để giờ mình lắp luôn, vừa sạc vừa lắp. Vậy là sau khi mình đã gắn vô bắt ốc này nọ, mình kem mình bắt đã mình bắt kích vô là mình gắn vô hoàn thiện nè mọi người. Đây là cái ống của nó nè, ống ruột của nó nè. Gắn vô thôi. Công nhận mấy cái mạch sạc bây giờ nó dở ghê mọi người ơi. Chứ một chút xíu là nó sẽ chết cái đèn liền à. Nhưng mà mình đã đo chuẩn chỉ, nó đã sạc pin vô mà đầy nha mọi người, không vấn đề gì á. Đó, bây giờ mình đã độ chế thành công nha mọi người. Giờ mình thử nè, tiến hành thử nha. Đó, chạy êm ngon lành luôn mọi người. Đó, quá ngon lành luôn. Vậy là ok mọi người. Vậy là mình đã độ thành công cái mạch sạc và của cái máy hút bụi mini cầm tay nha mọi người. Hút bụi cái chai nha. Mình hy vọng mà từ đây sắp tới mọi người nhà mình có những cái này nè, mình không dục nữa khi mà nó bị hư cái mạch, mình biết cách mình xử lý, mình độ chế để nó sống lại nha mọi người. Mình xin dừng video tại đây. Mọi người thấy hay hãy cho ủng hộ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nha mọi người. Mọi người hãy nhớ và đừng bỏ nha, mình hãy độ lại tận dụng những gì mình có. Cái này mua mới cũng hơn cái 100 ngàn, 100 mấy 200 ngàn nha mọi người. Mình thân ái chào mọi người, bye bye. Ủng hộ mình một like nha mọi người.